Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Trưởng cây nêu chơi tết, 3 người bị điện giật thương vong. Quá trình trưởng cây nêu lên để chơi tết, 3 người không may vướng vào dây điện lưới khiến 1 người chết và 2 người bị thương. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Hợp cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một trường hợp 3 người bị điện giật thương vong trong quá trình dựng cây nêu để đón Tết. Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 13 giờ ngày 25 tháng 1, một gia đình ở xã Minh Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An thuê 3 thanh niên dựng cây nêu để đón Tết. Quá trình dựng và di chuyển do bất cẩn nên cây nêu vướng vào đường lưới điện cao thế khiến 3 người bị điện giật. Phát hiện sự việc, người dân lập tức đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng một trong 3 người này đã tử vong. Hiện nạn nhân T đã được đưa về quê để gia đình mai táng theo phong tục địa phương, còn 2 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc, Nghệ An. Tỉnh Thất Bồng Lai chôm thiệp chúc mừng năm mới của Chủ tịch nước để lòe cán bộ chính quyền. Tỉnh Thất Bồng Lai tự xưng một nơi thu nhận các em nhỏ mồ côi và nhận tiền từ thiện của xã hội từng giải sóng. Nơi này được chú ý kể từ thời điểm 5 đứa trẻ trong hình dáng chú tiểu được nuôi dạy ở đây, chiến thắng trong game show Thách Thức Gian Hay và ấm giải thưởng lên đến cả 100 triệu đồng. Đồng thời, cô bé Huyền Tranh trong hình dạng tu sĩ Phật giáo từng lấy nước mắt cả nước trong chương trình The Voice Kids, mặc áo nâu sông hát nhạc trình, cũng không phải là trẻ mồ côi. Câu chuyện cô bé mồ côi là hoàn toàn bịa đặt vì bé cũng là con của ông trùm của tỉnh Thất Bồng Lai này, đại sư phụ Lê Tùng Vinh. Tuy nhiên, hồi cuối tháng 9 vừa qua, sự thật về tỉnh Thất Bồng Lai đã được phơi bày sau liên tục những lùm xùm tố cáo của người dân. Cụ thể, ngày 21 tháng 9, Công an tỉnh Long An thông báo đã phối hợp cùng đài truyền thanh truyền hình tỉnh Long An thực hiện phát sóng phóng sự sự thật nơi tự xưng tỉnh Thất Bồng Lai trên chuyên đề an ninh Long An vào lúc 19h55 ngày 22 tháng 9. Trong phóng sự này, VTV cho biết sau một thời gian tìm hiểu và xác minh, đến nay Công an tỉnh Long An đã điều tra và đủ cơ sở xác định đây là cơ sở lợi dụng Phật giáo và danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để trục lợi với người đứng đầu là ông Lê Tùng Vân, hay còn biết đến với cái danh xưng là thầy ông nội. Mới đây, một trang mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh sư ông tỉnh Thất Bồng Lai Lê Tùng Vân tiếp tục giở trò khè thiên hạ. Được biết, vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, trên tờ báo Venego đã đăng tải bài viết thiệp chúc mừng năm mới 2021 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong bài báo nói trên có bức ảnh của tấm thiệp mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đích thân trao tặng cho toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thì nay, sư thầy ông nội lại có được bức thư này, sau đó mang đi đóng khung khè thiên hạ. Với quan điểm cá nhân tôi, cái này nếu chỉ để in treo vui thì chả sao, nhưng đi khè thiên hạ để lừa đảo thì có sao và rất nhiều sao đấy. Nghĩ sao Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lại gửi thiệp chúc mừng cho lão già này, tôi đảm bảo lạch mặt sau tấm thiệp chắc chắn chả có gì. Với các cơ quan chính quyền, cứ lấy thiệp do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi hàng năm ra so sẽ biết ngay bên trong có nội dung gì. Sau khi được đăng tải, bài viết đã nhận được rất nhiều bình luận từ cư dân mạng, đa phần đều bày tỏ sự phẫn nộ và bức xúc với hành động nói trên của sư thầy ông nội này. Nhiều người dân thắc mắc rằng, tại sao tỉnh Thất Bồng Lai nay được đổi tên thành Thiền Nam bên bờ vũ trụ, vẫn chưa bị chính quyền nơi đây dẹp đi và không biết liệu rằng nơi đây còn tiếp tục lợi dụng lòng tin của tín đồ để nhằm trục lợi bất chính cho bản thân đến bao giờ.